Rồi đại lúa hân hạnh chào bà con nông dân một ngày mới tốt đẹp. Chúc cho bà con mình vụ ba trúng mùa được giá. Thì bữa nay mình trở lại xịt thuốc cho bà chị. Đó. Thì của bà chị này thì bữa nay thì nó đã lên tới họng rồi. Đó, thì sắp sửa chỗ rồi. Khoảng 5 ngày nữa là nó sẽ chỗ nhiều. Đó. Thì cái này mới có một vài bông chỗ sẹt thôi nè, đây là bông lúa. Thì bữa mấy lúc trước mình giải phân á, thì cũng có vô bình luận chia sẻ giải rồi xịt đồ ôn nó. Thì bữa nay cái miếng lúa này đây đó, tại vì giải phân khô chưa không có bơm nước lên mà giải, tại vì cũng đón trời mưa. Đó thì giải xong mấy ngày nay thì cũng có mưa mà mưa nhẹ, mưa ướt cái áo rồi rồi xong chứ không có lớn nữa. Thì lúa này cũng đâu có bệnh đâu. Đó. Thì cái màu lúa này là xanh nè. Đâu có bệnh gì đâu. Đó. Thì có một số cũng nói xạ xong rồi xịt lo mà xịt đâu. Đây. Thì mình chia sẻ đây bà con mình thì bữa nay xịt thuốc đó, thì cái này xịt là trước chỗ rồi đến đi chỗ điều mà xịt nữa. Thì cái dàn lúa của bà chị thì mùa nay dòm quá im đó, thì chỗ lên thì không biết, ngày mưa ngày nắng thì mừng nó, ngày mưa thì hơi buồn đó. Thì cho cái giống lúa OM18 này đây, thì kỹ thuật của bà chị này đi phân cũng đơn giản thôi. Thì mình chia sẻ nó cái dàn lúa này lúc trước á, là gãi cái cử đầu thì còn bơm nước ha, bơm nước là nhận cỏ là giải 7 kg đó, rồi tới lúa mười mấy 20 ngày giải 15 kg là có bơm nước là lúc đó cái lúa nó xong rồi, sau mưa bão nó rồi bả không bơm nước, nó giải một cử đó rồi bỏ luôn, cắt nước luôn tới giờ nó cắt nước luôn tới giờ. Đó là bà giải 3 cử sau này là không bơm nước, nó giải phân ẩm, có nghĩa là đất còn ướt, mặt đất á, thì nó ướt nhưng mà nó không có nước trên mặt đất, nó chỉ ướt mà nó lúng thôi. Mình cũng chia sẻ mấy cử đợt trước vậy đó, đó. Là giải 3 đợt sau này là 3 cử sau này là không có bơm nước, nó giải phân ẩm là theo cái vụ này, chứ không phải là vụ nào mình cũng giải phân ẩm được, tại vụ đông xuân thì nó mau nó khô lắm, mình phải bơm cho nó ướt đất. Giờ này nổi gió lên, sáng sớm trời chuyển mưa gió, thì cục mây đó lát nữa qua thì mình xịt thuốc. Thì khu đất Chi Tôm An Giang này bên Vĩnh Phước, thì lúa này giai đoạn là được 60 ngày đó, thì cái này khoảng 5 ngày nữa nó sẽ chỗ gỗ đó bà con mình đó. Thì mùa này chỗ hơi trễ rồi đó, là khoảng 65 ngày trở lên nó mới chỗ đó, từ 65 ngày trở lên nó mới chỗ. Hiện giờ nó chỗ có 1-2 bông thôi đó. Thì cái giống lúa của em hè thu này thành vụ vụ ba này đây, vụ thu đông nó, nhưng mà ở đây thì không có bồ đề cho nên làm sớm đó, làm sớm tranh thủ là ở đây là tháng 9 nước chụp cho nên là trong vòng tháng 8 là cắt là hết hết vụ nó. Thì hết tháng này, hết tháng 7 này thì sẽ có ở khu này sẽ có khởi đầu 1-2 miếng đó, nhưng mà nhờ cái Nguyễn cái chỗ khác, chỗ xã khác đó. Còn ở đây thì cỡ lối là hết tháng 8 đó, khu này cái miếng OM này cỡ lối hết tháng 8 này mới có thu hoạch được. Thì cái dàn lúa này thì bữa nay 60 ngày là 2 tháng là xịt thuốc đó, xịt này là cho nó chỗ gò, chỗ mau, chỗ điều nè, chỗ đồng lọt chứ không có cho nó chỗ cái trước cái sau. Ừ.
thì cũng xịt đơn giản thôi, đậu ôn này kia, sâu lá rồi. Bây giờ mình vô mình chia sẻ hiệu thuốc cho bà con mình xem. Đây thì cha con, thì cái loại này nó để xanh lá, nó xanh cây mướt lá nè. Thì thuốc trị bệnh, cái này nó dưỡng lá cho mình thôi, không đó. Cái này xịt cho này là nó 10 công tầm nhỏ là 1 ký, nó là 1 hecta đó. Thì mình xài nhẹ thì mình xịt công tầm lớn cũng được. Cái này thuốc đậu ôn. Thì cái cử lúa chỗ này, và xịt này đậu ôn nè. Cái đó thì anh cho coi này lưu dẫn thôi. Và nó bảo vệ cho lá lúa, cây lúa mình xanh. Đây thì cái này là thuốc sâu. Sâu. Mình hạ tay vô bớt. Rồi cộng thêm cái trợ lực này cho nó bám dính. Một loại thuốc sâu với trợ lực là ba loại chai, ba với một loại gói là 4 loại thuốc. Bữa nay xịt trước chỗ là 4 loại thuốc. Thì lúa giai đoạn 60 ngày, xịt cũng đơn giản thôi. Có miệng không? Cái này là cái gò nè, nó chỗ một và bông rồi nè, nó nhưng mà nó lùn, không có được cao. Thì nãy giờ mình cũng chia sẻ thì lúa giai đoạn 2 tháng 60 ngày thì bữa nay xịt thuốc đó. Thì bữa nay nó chỗ một vài bông chứ không có chỗ nhiều, nó chỉ cái chỗ một số thôi,
chứ không có chỗ nhiều. Thì bữa nay 2 tháng này thì xịt thuốc, thì xịt cử này là xịt cử trước chỗ nó. Thì xịt đậu ôm cũng đơn giản, đậu ôm với thuốc sâu với cộng thêm cái trợ lực. Là cái loại đó thì chỉ nó bảo vệ cái bộ lá nó xanh tới chín đó. Thì nó cũng trị bệnh luôn, nó cũng nó cho lúa mình nó kháng bệnh. Thì lúa bà chị hôm nay gió nè, nó cũng cháy một chớp hiện tượng, tại vì bà không có bơm nước để đất khô. Thì mình phân thì được 6 mấy ký phân rồi đó, 65 ký. Hôm mình cũng chia sẻ là giải cử phân trước chỗ đó 50 mấy ngày đó. Thì bữa nay mình xịt thuốc thì cũng chia sẻ luôn, cách đây khoảng 3 ngày mình bữa nay thì xịt thuốc, cách đây khoảng 3 ngày 4 ngày vậy đó thì xịt trước chỗ. Thì nói ra nói chung thì cái những cái khu khác thì nó cũng nhiều loại thuốc đó, tùy theo khu đó đất đó thì sử dụng thuốc đó, còn cái khu này thì sử dụng thuốc này. Đó, đại lý nó nhận phi thuốc đó cũng không có bán, nó đại lý khác thì có bán. Thì mình nãy giờ cũng chia sẻ đơn giản vậy thôi đó. Thì giai đoạn 60 ngày đó, thì phân thì dứt phân rồi, thì năm xạ cử chót là 50 mấy ngày, có 11 ký thôi đó, tổng cộng 65 ký đó. Thì giải cũng nhín chứ không có giải thuốc quá thì lúa sẽ bệnh tại mùa mưa đó. Thì kỹ thuật của bà chị này giải gì đó, nhưng mà ba cử sau là hai cử đầu thì giải phân có bơm nước ngập đất, còn ba cử sau này không có bơm nước, nước thì mưa thì sẹp sẹp, còn không mưa thì nó khô, giải phân khô tại vì đất nó còn ướt đó. Thì mình cũng chia sẻ tóm gọn lại miếng lúa của chị này đây đó. Thì video đến đây là hết. Xem và thấy hay và đăng ký kênh và bấm chuông thông báo và nhận clip tiếp theo đó. Xin chào và hẹn gặp lại.